Xin chào mọi người, có khỏe không? Lâu lắm rồi không gặp mọi người. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Mình biết là mình suốt ngày nói cái câu này, mình suốt ngày lấy lý do là mình bận, nhưng mà mình bận thật sự. Nếu mà các bạn theo dõi Facebook của mình thì mọi người cũng biết là mình đã nghỉ việc ở bên Ekiêng và bây giờ mình đang làm việc tự do. Tự do nhưng mà mình kết hợp với cả một công ty mà có đòi hỏi quyền lợi cho người Việt Nam mình rất là nhiều. Và trong video lần này thì mình sẽ không chỉnh sửa quá nhiều. Mình nghĩ là có khi mình không chỉnh sửa luôn á, tại vì thật sự bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi và mình có câu chuyện kể về cái sự vụ xảy ra ngay ngày hôm nay, đó chính là cái việc drama lúc mà mình đi làm rồi là mình thấy cuộc đời mình á đúng là không biết sao ta, mình không thể đứng yên trước những cái việc mà mình cảm thấy nó là bất công hay là nó và là phi lý hay là nó là thực sự là mình cảm thấy nó quá là vô lý đi. Đó, thì đại loại là hôm nay sẽ là kể cho mọi người câu chuyện rằng mình đã gây sự, nói gây sự thì cũng không đúng, nhưng mà mình đã phá vỡ những cái quy tắc của công ty cũng như là của một số cái nha khoa ở bên này khi mà phục vụ cho người Việt Nam mình như thế nào. Nên là nếu như các bạn có quan tâm thì các bạn hãy tiếp tục xem nha. Và mọi người hãy chịu khó là mình sẽ nói vấp rất là nhiều rồi nói lặp lại rất là nhiều, tại vì mình không có chuẩn bị gì hết, mình sẽ chỉ kể cho mọi người câu chuyện thực sự là tự nhiên thôi. Bây giờ là 3 giờ sáng rồi và mấy ngày hôm nay thì mình làm suốt từ 8 giờ sáng cho tới tới 2 giờ đêm á, xong rồi sau đó mình ngủ. Một ngày tính ra như thế cũng ngủ được vài tiếng chứ bộ, 6 tiếng chứ bộ, đâu đâu phải là ít đâu. Mà mình làm việc liên tục luôn á. Mình trả lời tin nhắn cho mọi người kể cả lúc ăn cơm, lúc đi trên đường, thứ này kia. Ok, quay lại câu chuyện thì nói chung là bây giờ mình đang làm việc tự do và mình có kết hợp với cả một công ty. Thì công ty này là chuyên về kết hợp với cả các bệnh viện rồi làm đẹp ở bên này để phục vụ hỗ trợ cho người nước ngoài ở Hàn Quốc và có hỗ trợ thông dịch viên rồi tư vấn viên của đất nước đó hoàn toàn miễn phí nha. Các bạn sẽ không phải trả thêm bất cứ một cái phí gì. Thì mọi người mấy gần đây mọi người thấy mà mình hay để những cái thông tin đó ấy, thì là mình đang làm việc cho công ty đó và mình thấy nó cực kỳ tốt, tại vì cái giá cả của mọi người bên công ty deal được, thương lượng được cái giá cả nó phù hợp với người nước ngoài, nghĩa là cái giá cả bằng với giá cả của người Hàn Quốc luôn, là giá cả các dịch vụ á. Đó. Thế nhưng mà cái vấn đề là gì? Hôm nay mình đã đưa hai bạn đi niềng răng, thì tại vì các bạn ấy tin tưởng mình nên là các bạn ấy hẹn với mình và mình đưa các bạn ấy đi niềng răng, đúng không? Thì hello hai em, nếu như mà hai em đang xem video này và hello cả hai bé đó tên là, nếu mà mình nói cả tên thì không biết là các bạn ấy có ok không, vậy nên là mình chỉ nói tên thôi nha. Đó là bạn Diễm với cả bạn Ngọc, xong rồi mình có gặp bé Thủy ở đó nữa, nên là nếu như mà các em có thêm video này thì cứ comment nhé. Rất vui được gặp các em hôm nay, thực sự là gặp các bạn ở bên ngoài á vui lắm luôn á, tại vì mình thì không có cái quan điểm là mình là kiểu influencer hay là đó kiểu mấy người này người kia gì kia, mà mình gặp được các bạn xong các bạn nói chuyện với mình á, các bạn chia sẻ với mình những cái điều mà các bạn cảm nhận rồi các bạn chia sẻ với mình những cái chuyện đó thì mình thực sự thấy rất là vui. Đó, đại loại là như thế. Ok, vậy nên là bạn nào cứ gặp mình mà biết mình thì cứ chào mình một tiếng. Mình vui lắm. Rồi, bây giờ ok, lại quay lại câu chuyện nha. Khiếp, nói linh tinh gì đến tận hết 4 phút rồi. Mãi vẫn chưa vào chủ đề chính, eo ơi, loằng ngoằng. Rồi, đó, xong. Mình đưa các bạn đi đi tư vấn thì tất nhiên là trước khi các bạn đi tư vấn thì mình đã nói với các bạn ấy là sẽ không phải trả thêm bất cứ một cái phí gì cả và sẽ trả góp được trong vòng 24 tháng. Thì tại sao mình lại nói như thế? Tại vì mình đã nói trước, mình đã họp qua với cả bác giám đốc ở công ty và với cả bác quản lý á, với cả bác quản lý nhân sự á, thì mình cũng đã nói qua cái chương trình này rồi và mình nói là mình và mình nói với bác ấy là hãy nói chuyện với cả bên tư vấn ở bên bệnh viện là từ bây giờ sẽ áp dụng cái chương trình này. Thế nhưng mà cái lỗi của mình là gì? Là mình nghĩ là cái chương trình này nó đã được thông qua rồi, đã ok rồi, nhưng mà thực tế là nó không phải như thế. Thì đó là cái lỗi của mình. Thì thực sự là xin lỗi hai bé ngày hôm nay. Thế nhưng mà chị cũng đã thực cố gắng rất là nhiều,
tụi em cũng thấy ở cái ở đó rồi đúng không? Cái tình huống ở đó rồi đúng không? Là chị đã thực sự là dùng hết sức lực và cái kinh nghiệm cũng như là cái khả năng của chị để có thể thương lượng được cái giá tốt nhất cho tụi em. Thì cái chỗ đó là lần đầu tiên mình đưa các bạn đến, thì mình đưa các bạn đến thì mình đưa bạn đi chụp, các bạn chụp chiếu này cái thứ này kia xong này, đến lúc mà vào phòng tư vấn á thì cái cô tư vấn đó, tất nhiên là cái chuyện niềng răng, khi mà các bạn niềng răng á, thì nó có răng sâu thì cái việc điều trị răng sâu, răng có vấn đề này kia thì nó là cái chi phí khác rồi đúng không? Thì cái đó mình không nói làm gì, thì mình cũng đã nói với các bạn trước rồi và các bạn cũng biết cái điều đó, vậy nên là mình thấy nó không có vấn đề gì cả về cái việc mà có răng sâu hay gì kia. Ok, có răng sâu thì phải điều trị, đúng rồi. Xong rồi sau đó thì đến chi phí niềng, đến lúc mà đến khúc chi phí niềng á, thì giá cả, nói thật luôn là cái giá cả cực kỳ hợp lý. Tại vì ngày xưa lúc mà mình niềng á, là mình niềng trả góp trong vòng 24 tháng, và mỗi tháng là mình trả hơn 200 ngàn won, là 249 ngàn won, chính xác là 249 ngàn won á, coi như là 250 ngàn won đi. Thì là trong vòng 24 tháng đó chính là 6 triệu, tổng ra là mình đã phải trả 6 triệu cho cái việc niềng đó. Mà hồi đó mình nghĩ mình là một trong số những người Việt đầu tiên mà đi niềng ở Hàn Quốc theo hình thức thức trả góp, và mình lại còn làm video nữa, vậy nên là nhiều bạn biết đến những video đó và các bạn đến với cái bệnh viện đó để làm. Nhưng mà sau một thời gian thì mình không nói gì về cái bệnh viện đó nữa. Sau này thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn một số những cái vấn đề nằm trong cái bệnh viện đó mà mình không thích, vậy nên là mình đã không chia sẻ thêm nữa. Rồi sau đó thì mình tìm được cái bệnh viện này, thì mình thấy cái cơ sở vật chất của bệnh viện này và cái đội ngũ bác sĩ, y tá nó cũng rất là ok, không vấn đề gì cả. Vấn đề chỉ nằm ở cái việc cái bà tư vấn và cái phương thức trả tiền thôi. Là mọi người sẽ phải, ví dụ nha, mình cho mọi người một cái giá nha. Ví dụ như là mình niềng mắc cái sứ đi, toàn bộ cả hai hàm mắc cái sứ là 4 triệu 200 ngàn. 4 triệu 200 ngàn won, nếu mà mọi người tính ra tiền Việt á, là khoảng tầm 84 triệu. 84 triệu tiền Việt. Thế nhưng mà lại bắt các bạn ấy là cái ngày mà lắp khung niềng á, thì các bạn ấy sẽ phải đặt trước khoảng tầm 2 triệu hoặc là 1 triệu gì đó đi. Xong rồi sau đó trong vòng 10 tháng sau khi đặt niềng xong á, đặt cái khung niềng xong á, thì lần sau khi các bạn ấy đến là bắt đầu tính từ thời điểm đó, là trong vòng 10 tháng các bạn ấy sẽ phải trả hết toàn bộ những cái số tiền còn lại. Đó thì mọi người tính xem, ví dụ cái ngày đầu tiên mình tới đúng không, là 4 triệu 200 ngàn won này, thì cái ngày đầu tiên mình tới mình thăm khám cái thứ này kia, mình lấy dấu răng cái thứ này nọ, là nguyên toàn bộ chi phí là 4 triệu 200 ngàn rồi nha. Thì mình trả 200 ngàn cho cái ngày đầu tiên đó, tới khám này, chụp chiếu này, lấy khung răng cái thứ này kia này, là mình còn lại 4 triệu đúng không. Và đến cái lần thứ hai, ví dụ tháng sau đi, mình đến để lắp cái khung niềng đó thì mình trả 600 nghìn. À không, bắt là phải trả 2 triệu cho tới 1 triệu. Cho như ví dụ là mình trả 1 triệu đi, thì 4 triệu đó trừ đi 1 triệu là còn 3 triệu đúng không? Và bắt là trong cái 3 triệu đó mình phải trả góp trong vòng 10 tháng, tức là mỗi tháng phải trả 300 nghìn. Mà trong khi trước đó cái ý của mình là cái chi phí đó sẽ phải chia ra trong vòng 24 tháng để mọi người có thể trả góp được trong vòng 24 tháng, là mỗi một lần mình đi niềng á, thì tại vì cái việc niềng răng để có hiệu quả cao nhất thì mỗi tháng các bạn phải tới bệnh viện một lần đúng ngày mà các bạn hẹn á, tại vì cái niềng răng á là sẽ gắn cái khung niềng ở đây này, xong rồi sau đó sẽ có căng dây niềng và kéo dây, và mỗi một lần bác sĩ chỉnh thì bác sĩ sẽ chỉnh thời gian cho bạn phù hợp. Mọi người sẽ hỏi trước là khi nào thì bạn có thể quay lại để bác sĩ chỉnh cái thời gian đó cho phù hợp với cái tốc độ di chuyển răng của mình. Vậy nên là mỗi một tháng mình phải tới bệnh viện một lần, và mỗi một tháng như thế thì mình mới trả một lần. Ok, đúng không? Thì mình muốn là mọi người vừa có được cái giá như người Hàn chứ không phải là giá đắt như mình ngày xưa. Ngày xưa giá mình là bị rất là đắt. Mình thấy là ngày xưa mình bị bắt nạt đấy. Nhưng mà vẫn có thể trả góp được. Và tại vì sao mình cũng có thể hiểu được là tại vì sao các bệnh viện người ta làm như thế, thì cũng có lý do của nó cả thôi. Tại vì cũng có những người mà người ta người nước ngoài rồi, người ta đang niềng, mới lắp niềng hoặc là mới làm được một thời gian thì người ta bỏ đi về nước, hoặc là người ta có đi vùng khác, thế là người ta không làm nữa. Thì như thế nó cũng ảnh hưởng tới cái chi phí của bệnh viện rất là nhiều. Vậy nên là để đề phòng cái việc đó thì là người ta muốn người nước ngoài cũng như là người Việt Nam mình phải trả trước một khoản gì đó trước khi niềng. Nhưng mà mình thấy các bạn là học sinh sinh viên á, ví dụ như trong trường hợp cụ thể hôm nay thì cái bé mà mình đang ngồi để hỗ trợ cho cái việc tư vấn á, thì bé vẫn đang là học sinh thôi. Mình thấy đa số các bạn học sinh sinh viên thôi, mà ngày xưa mình cũng từng là học sinh sinh viên, mình biết mà, học sinh sinh viên làm gì có tiền đi, tiền đóng tiền học này, tiền sinh hoạt phí này, tiền ăn uống đi lại này,
rồi đủ mọi thứ, tất cả đều là tiền, mà đã thế lại còn phải đi làm thêm rồi đào đâu ra tiền. Nhưng mà cũng có nhu cầu niềng răng để cho đến lúc mà sau khi mà tốt nghiệp xong, học xong thì xinh đẹp, rồi còn yêu đương hẹn hò, xong rồi còn đi xin việc cái thứ này kia, đúng không? Chứ đợi đến lúc mà có tiền thì cũng lớn tuổi rồi, xong rồi lúc đó mới đi niềng mệt bỏ xừ ra, mà niềng càng sớm càng tốt đó. À, tiếp câu chuyện thì bé ấy bị răng sâu không phải là nhiều lắm, mình thấy răng sâu của bé ấy thì không phải là nhiều lắm, nhưng mà lại tiếp cái này nữa thì là có hai cái răng khâu, có hai cái răng sâu á, nó rất là khá là nghiêm trọng. Thì ok, cái đó mình ok, nếu như mà cần phải điều trị cái đó, hàn rồi bọc răng á, thì cái chi phí hàn và bọc răng cho những cái răng sâu nặng như thế ở bên này nó cũng khá là tương đương với ở Việt Nam, có thể là đắt hơn một chút xíu thôi nhưng không phải là quá lắm á, thì mình thấy cái mức giá đó là ok. Nhưng mà những cái răng mà nó mới chỉ hơi bị sâu một tí xíu á, mà phải chám á, thì mình thấy là chám ở Việt Nam nó rẻ hơn rất là nhiều. Ở bên này đòi chám một cái răng đó là tận 2 triệu tiền Việt. Mình không thích kiểu mà cứ kiểu đội giá lên, xong cứ làm màu, làm trò, xong rồi giảm giá xuống, xong rồi cái này cái kia, mình không thích cái trò đấy. Thế là mình cũng nói luôn. Thế là mình cũng nói luôn với bé ấy là nếu mà em cảm thấy cái chi phí này á nó không phù hợp và em thấy nó là gánh nặng á, thì em có thể không làm cũng được. Rồi mấy nữa khi nào mà em về Việt Nam á thì em làm cũng được. Thế xong rồi cái khúc mà bỗng nhiên quay ra bắt các bé là phải trả một cọc trước là mình đã hơi bị sốc rồi nha, tại vì mình đã nói chuyện trước với cả bác giám đốc và bác quản lý rồi, là mình đã hơi bị sốc rồi nha, là không biết là phải trả như thế luôn đó, mình không biết là bị phải trả như thế luôn đó, mình cũng đã hơi sốc rồi, các bé nó cũng hơi sốc, tội nghiệp các em. Thế là mình đã nói chuyện với các em ý như thế, và xong rồi mình quay ra nói luôn với cái cô đó là ô nhưng mà trước khi mà mình đưa khách tới đây á, thì mình đã nói trước luôn rồi là các em ấy sẽ trả góp trong vòng từ 20 cho tới 24 tháng, thế sao bây giờ lại tư vấn như thế này. Thế là cô ấy mới nổi điên lên, xong thái độ với mình, xong ý là kiểu như là chắc cũng đoán được là mình kiểu nói với các em ý là mấy cái sữa răng sâu thứ này thì các em về Việt Nam làm cũng được, mấy cái chám chám á. Thế là mình chưa chưa kịp nói với cô ý là ok mấy cái răng sâu to to này thì ok mình làm ở Hàn Quốc. Nên chưa gì bà ấy đã nổi đoá lên, xong bà ấy thái độ và thái độ ra mặt luôn nhá, làm con bé nó sợ luôn đó, con bé nó còn nhỏ xíu à, thì chắc cũng chưa gặp mấy cái trường hợp như này á, xong nó sợ. Sợ gì mà sợ, không phải sợ gì hết, mình là khách hàng, mình là người trả tiền, mình có quyền yêu cầu những cái gì phù hợp với mình, đúng không? Đấy, thế là bà ấy đi ra, bà ấy gọi điện về cho công ty mình, bà ấy chửi mình. Bà ấy nói là mình không biết dịch, mình không phải là thông dịch viên, mình cũng không phải là tư vấn viên, thế mà mình lại ngồi đó rồi mình đưa ra ý kiến của bản thân mình, rồi là mình thế này thế nọ thế trai. Thế xong rồi bà ấy bảo là đưa đưa người khác đến đi, thế là công ty gửi người khác đến. Thế mình cũng gọi điện luôn cho bác quản lý, thế mình cũng nói luôn là cái vấn đề ở đây không phải là cái vấn đề mà có dịch hay không, mà cái vấn đề là bên bệnh viện có chịu làm cho hay không. Thế rồi bạn nhân viên kia tới thì bạn nhân viên kia tới thì bạn nhân viên kia vào ngồi tư vấn với cả hai bé kia và cái cô tư vấn đó. Vậy nên là mình thấy như thế thì mình đi vào, tại vì mình là người đưa các bạn ấy đến mà, đúng không? Thì mình là người phải có chịu trách nhiệm để xem là tư vấn như thế nào, đúng không? Lúc mà mình đi vào ấy thì bà ấy thái độ với mình như này này. Đây là đang tư vấn nhá, đi ra đi. Nói đúng như thế luôn, đúng kiểu thái độ như thế luôn á. Thế là mình mới không thèm trả lời luôn. Mình không thèm trả lời luôn nhé. Mình quay ra nói luôn với các bé ấy là nếu như mà bây giờ chị không thương lượng được cho các em cái phương pháp thanh toán ổn nhất, ổn thỏa nhất và với cái mức giá ổn thỏa nhất á, thì chị sẽ chịu trách nhiệm là trả tiền cái tiền khám hôm nay của em, mỗi một em là 50.000 won, tức là tầm 1 triệu tiền Việt á. Chị sẽ trả cái chi phí này cho các em không cần phải lo. Vậy nên là các em cứ thoải mái đưa ra quyết định thôi, các em không cần phải lo. Rồi đó, mình nói cho các bạn ấy như thế. Rồi nếu như mà các em không cần phải lo, tại vì ở Hàn Quốc này có nhiều nha khoa lắm, đâu thiếu đâu, đâu thiếu chỗ đâu, đâu phải một mình chỗ này làm đâu, mà cứ phải thái độ như thế, mà thái độ kiểu hãm. Đúng không? Hãm như thế thì cần gì. Phải coi mình là thượng đế chứ, thì mình mới làm chứ, nghĩ sao. Tiền mình cả đống ấy, nghĩ sao. 4 triệu 200 nghìn có vẻ là ít đâu nha. Đấy, thế là bà ấy mới đứng phắt dậy, bà ấy đi thẳng ra khỏi cửa luôn, không thèm nói năng một câu gì, xong thái độ. Xong rồi về sau mình mới biết là bà ấy đi ra ngoài đó để bà ấy gọi điện thêm về công ty một lần nữa, là kiểu mình là đứa rất là thô lỗ và thái độ
như thế nào. Đấy, câu chuyện đã lên đến cao trào. Rồi tiếp theo thì mình nói chuyện với cả bé nhân viên Việt Nam là ok, bây giờ cái lỗi của chị là chị đã không xác nhận lại một lần nữa cái thông tin chính xác là bên này đã ok cái chương trình thanh toán như thế này, nhưng mà chị đã đưa các bạn đến thì ok, cái này là cái lỗi của chị. Thế nhưng mà bây giờ cái duy nhất còn lại có thể, nếu như mà bên này vẫn muốn nhận các bạn ý thì bên này phải chấp nhận cho các bạn ý là cái số tiền tối đa mà các bạn ấy có thể trả đó chính là chỉ có thể là trả 600 ngàn won. Ví dụ hôm nay là trả 200 ngàn won là trừ luôn cái tiền đó rồi thì ok. Nhưng mà lần sau khi mà các bạn ấy gắn khung á, cái tiền tối đa mà các bạn ấy có thể trả được á, là 600 ngàn won thôi. Tại vì các bạn là học sinh sinh viên, các bạn không có tiền, không có nhiều tiền như thế. Và cái chị răng sâu á, răng sâu to, những cái răng sâu nguy hiểm, những cái răng sâu mà nó đã nặng rồi thì ok, chữa bên này ok, tại vì những cái răng sâu đó mà càng để lâu nó sẽ càng nguy hiểm và chi phí nó cũng không sao hết thì ok, chị ok. Nhưng mà cái phần chám em biết rồi, chi phí chám ở Việt Nam nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều, và không phải là mình không đi về Việt Nam, trừ một số trường hợp chị hỏi những bạn nào mà các bạn ấy nhất quyết là không về Việt Nam đi thì ok, các bạn ấy chấp nhận cái tiền chám ở bên này nó đắt hơn. Nhưng mà những bạn mà ví dụ 1 2 tháng sau các bạn chuẩn bị về Việt Nam rồi, vài tháng sau các bạn về Việt Nam rồi, cái vết chám nó rất là nhỏ, nó không vấn đề gì cả, thì lúc đó các bạn về Việt Nam các bạn chám một lần cũng được, không có vấn đề gì cả. Tại vì nhân lên á, cái tiền chữa răng sâu á, bỗng nhiên nó lên thành 1 triệu. Bây giờ một phát bắt các bạn ấy đóng 1 triệu, xong rồi 200 nữa, 1 triệu 200. Xong rồi lần sau đến lại bắt các bạn đóng thêm 1 triệu nữa, tiền đâu ra? Các bạn ấy có phải là con nhà giàu hay là kể cả là con nhà giàu thì cũng ỉa đâu ra mà nhiều tiền như thế. Tiền cũng phải kiếm chứ, đúng không? Tất nhiên là chị à, tất nhiên là mình không nói chuyện với bạn ấy bằng cái giọng kiểu nó khó chịu như hay là nó quá quắt hay là nó dùng mấy cái từ khi mà hình mình đang dùng hiện tại như thế này. Mình chỉ nói lại thôi, và mình nói với bạn ấy là bây giờ em ra nói chuyện với bà kia, nếu như bà ấy đồng ý là bây giờ cho các bạn ý rồi trả cái khoản đầu tiên là 600 ngàn như thế, xong rồi trả góp trong vòng 1 năm rưỡi, tức là trong vòng 18 tháng thì ok, lúc mà chia ra như thế. Tại vì cái loại điều mà các bạn ấy chọn ấy là loại mắc cái sứ, là loại tốt nhất cả hai hàm. Nên là nếu mà cho các bạn trả góp trong vòng 18 tháng, chia ra là mỗi tháng khoảng tầm 180 mấy ngàn gì đó, 600 nghìn trừ đi nha, thì còn 3 triệu mấy gì đó, 3 triệu tư, xong rồi chia ra cho 18 tháng là còn khoảng 180 mấy ngàn á. Còn rồi nếu như mà các bạn ấy muốn trả 200 ngàn một tháng, 200 ngàn một tháng đi, thì sẽ là trong vòng 17 tháng đó. Nếu mà ok như thế thì chị để cho các bạn ấy làm đây và các bạn cũng có thể làm ở đây. Còn nếu không á thì chị đưa các bạn đi chỗ khác. Nên là không cần phải xoắn, không cần phải tư vấn nhiều. Thế thì bạn nhân viên đó bạn ấy cũng ra nói chuyện với bên kia. Xong ra nói chuyện bên kia xong rồi bà kia bà ấy, nói chung lúc nào mà mình ở trong phòng đó thì bà sẽ không vào. Rồi khi nào mà bà ấy thấy mình ở bên ngoài hay gì đó thì bà ấy vào. Thôi rồi mình cũng kệ cho bà ấy tư vấn, rồi mình cũng nói với các em ấy luôn là ok, bây giờ tụi em cứ suy nghĩ thoải mái đi, không có vấn đề gì cả. Xong rồi lúc xong xuôi rồi đến khúc cuối rồi, bé kia vẫn còn quay ra bảo mình chị ơi, nhưng mà bây giờ em vẫn không biết là em có nên làm hay không á, tại vì em không có đủ tiền. Bây giờ em chữa cái răng này cũng hết tiền như này, xong rồi sau em lại phải làm luôn cái kia thì em cũng không đủ tiền á. Thế mình cũng giải thích luôn là nếu mà em muốn làm ở đây thì em cứ làm đi, không sao hết, chị vẫn sẽ ở đây với em, chị vẫn sẽ hỗ trợ em sau này, và em xem cái tình hình tài chính của em để em có cái quy trình phù hợp á. Ví dụ như tháng này em chữa một cái răng này trước, xong tháng sau em chữa một cái răng sau, rồi sau đó tháng sau nữa em mới bắt đầu gắn cái khung niềng, thì lúc mà em gắn khung niềng thì lúc đó em mới phải trả cái tiền 600 ngàn kia. Nên là em cứ suy nghĩ đi, thì bé cũng hiểu, thế bé cũng ok đó, thế bé cũng làm theo. Và câu chuyện tiếp theo thì đó chính là mình bị ăn chửi. Tất nhiên rồi, thì mình bị ăn chửi từ công ty, không hẳn là ăn chửi lắm mà chỉ là phê bình là xong rồi sau đó thì sau khi mà mình đi về rồi á thì còn một bạn khách đó, một bạn khách nữa đến, xong rồi sau khi bạn khách đó phẫu thuật lộn, sau khi bạn khách đó tư vấn xong rồi thì mình mới đi về được. Rồi mình đi về mình chạy sang bên kia, xong rồi sau đó thì bác quản lý, bác ấy mới gọi điện cho mình, thì bác ấy bảo là bên kia với cái bà tư vấn kia sau khi mà mình đi rồi á thì bên công ty đã phải gửi người sang đó để nói chuyện với bà tư vấn đó xem là có vấn đề gì. Thì cái bà tư vấn đó bà ấy nói với mình là thế này thế kia thế nọ thế chai, rồi là mình không làm đúng công việc của nhân viên thông dịch,
một khi đã bước vào trong bệnh viện rồi thì cái nhiệm vụ của mình chỉ là thông dịch không thôi, nghĩa là bà ấy nói gì thì mình nói lại đúng như thế và khách nói gì thì mình nói lại như thế thôi, mình không được mở mồm thêm, nói thêm bất cứ một câu gì, và mình không phải là nhân viên tư vấn nên là đừng có mở mồm ra mà tư vấn. Mọi người nghe như thế nó có hợp lý không? Mọi người nghe như thế nó có phải là có cái tâm làm việc không? Mình nói thật luôn, nếu như mà làm như thế á, tất nhiên rồi, cái mà mình đòi hỏi cho mọi người á là nó ảnh hưởng tới cái doanh thu của bệnh viện rất là nhiều đúng không? Thay vì cái việc của mọi người đã, các bạn ấy phải trả 1 triệu, 2 triệu trước đó thì các bạn chỉ trả có 600 ngàn, và sau đó thay vì cái việc là trong vòng 10 tháng họ đã thu được tiền rồi thì bây giờ cái thời gian nó phải thành 18 tháng. Vậy nên tất nhiên là bà ấy khó chịu rồi. Tại vì trước đó chưa có ai làm cái điều này hết, mà bỗng nhiên bây giờ xuất hiện mình và mình đòi hỏi cái này cho mọi người, vậy nên là bà ấy nổi điên nổi dồ lên, xong bà ấy nói như thế. Thế là mình cũng quay ra mình nói luôn, ok thế bây giờ mai còn các bạn khách khác, trong tuần này còn những bạn khách khác, vậy thì muốn làm nào đây? Thế thì bà thế thì bác quản lý bác mới nói luôn với mình là bác quản lý nhân sự bác mới nói luôn với mình là thế bây giờ bà ấy nói là bà ấy nói là nếu mà mình đưa khách sang á thì mình chỉ đưa sang xong mình ngồi đó thôi, còn lại là cái phần tư vấn á là phải để cho bạn khác làm. Thế là mình cũng nói luôn, ô thế à, à thế là bây giờ không muốn làm việc với Vicky nữa gì, nếu mà không muốn làm việc với Vicky nữa gì, ok thế thì Vicky sẽ tìm đến nha khoa khác, công ty mình cũng đâu có thiếu nha khoa khác đâu, sao phải xoắn. Sau khi mình nói như thế xong nha thì bác quản lý bảo là ok để bác quản lý xem như thế nào. Xong rồi sau đó bác quản lý bảo lúc sau lại thấy bác quản lý nhắn tin là thôi cái cô đó cô nói là Vicky cứ sang tư vấn như bình thường đi, coi như cái chuyện ngày hôm nay là bỏ qua đi, nhưng mà xin lỗi nhá, đờ mờ nhá. Một khi mà đã coi thường mình và coi thường người Việt Nam mình và không có ý định là đối xử tốt với người Việt Nam mình á thì thôi tạm biệt xin lỗi. Nói chung là mình thấy cái kiểu thái độ như kiểu là chúng mày không có tiền rồi chúng mày sẽ bỏ trốn rồi là chúng mày sẽ không thanh toán đàng hoàng cái thứ này kia là mình không thích rồi, cái kiểu đấy là mình không thích rồi. Vậy nên là mình đã sau đó thì mình đã nói chuyện với cả bác quản lý và mình đã nói luôn là từ về sau á mình sẽ không gửi các bạn tới đó nữa, tại vì ngoài cái việc là giá cả hợp lý ra thì còn phải là cái phương thức thanh toán hợp lý, và còn phải là cái những cái người mà có tâm với khách hàng chứ không phải là chỉ vì đặt cái lợi ích của bản thân mình lên trước, nên là mình sẽ không làm việc với bên đó nữa, và còn rất nhiều những nha khoa khác, nhưng mà hiện tại là chưa có nha khoa nào nó đồng ý với cái phương thức thanh toán này. Thế nên là mình cũng đã nói chuyện luôn với cả bác tổng là bây giờ mình có cái lượng các bạn học sinh sinh viên và những người lao động và những người làm việc ở Hàn Quốc có nhu cầu niềng răng cao như thế này, nhưng mà cái việc thanh toán nó chưa hợp lý, vậy nên là các bạn ấy chưa thể niềng răng được. Và thậm chí có những bạn mà còn niềng răng ở Việt Nam rồi, xong rồi sang bên này có chán các bạn lắm, các bạn mà đi du học, tính đi du học rồi á thì các bạn đừng niềng ở Việt Nam, xong rồi đang niềng răng dở các bạn sang, cái gì xong xong hết rồi hãy sang, còn nếu không thì đừng có làm rồi sang bên này làm. Thế thế là mình cũng nói với bác là bây giờ cái mong muốn của mình là mình muốn đòi hỏi quyền lợi cho mọi người là sẽ trả góp trong vòng 24 tháng, và mỗi một tháng khi các bạn tới thì các bạn trả tiền tiền hàng tháng đó thôi, chứ không phải là các bạn phải trả trước một cục gì nữa. Tại vì thực sự là mình hiểu cái cảm giác là mình muốn làm một cái gì đó, ngày đó mình răng của mình nó cũng không phải là có vấn đề nhiều lắm, nhưng mà mình thực sự là mình muốn niềng. Mọi người xem thì mọi người có thể thấy nó không có vấn đề nhiều nhiều lắm, nhưng mà với mình thì mình cảm thấy là mình không hài lòng á, mình muốn niềng lắm. Với cả để răng khớp khểnh như thế nhiều lâu sau này nó cũng ảnh hưởng đến hàm, rồi nó cũng ảnh hưởng tới răng sâu thứ này kia nhiều á, mình cũng không thích đó. Thế thì mình muốn niềng nhưng mà mình không có tiền, thế mình cứ suốt ngày mình cứ sợ là nếu mà đi bây giờ đến chỗ nha khoa thứ này kia mà phải trả một cục tiền như thế không làm được á, thì mình cứ chần chừ mãi đến lúc về sau mới trả góp được á, mà nó vẫn cao á. Thế nên là bây giờ mình không muốn là các bạn học sinh sinh viên các bạn cũng bị rơi vào cái tình trạng đó. Mình thấy kiểu rất là bức xúc, vừa bức xúc mà vừa cảm thấy oan uổng, xong rồi lại vừa cảm thấy có thêm nhiệt huyết để có thể đòi cái sự công bằng và cái quyền lợi cho mọi người. Thế nên là mình đã lên Facebook và mình đã kêu gọi mọi người là làm ơn mọi người hãy cho mình cái thông tin của mọi người xem là mọi người đang có cái nhu cầu niềng răng và mọi người ở đâu. Thì mình có cái ba tỉnh chính đó là Seoul, Busan và
Quang Chu, thì khi mà mọi người cho mình thông tin và cái nhu cầu của mọi người thì mình sẽ giữ cái thông tin đó là bảo mật, nhưng mà mình sẽ dơ ra để cho những cái bệnh viện, những cái nha khoa đó thấy rằng cái nhu cầu niềng răng của người Việt mình đang rất là nhiều, nhưng mà chẳng qua là chưa có cái giá cả hợp lý thôi, nên là họ chưa niềng được. Nếu như mà bên nha khoa đồng ý cho cái quy trình thanh toán như thế như mình đưa ra thì cái lượng khách nó sẽ rất là đông, đảm bảo cái lượng khách sẽ rất là đông. Và hôm nay thì mình cũng đã nói chuyện luôn với cả bác tổng, chứ mình chưa nói chuyện với cả bác quản lý. Mình đã nói chuyện luôn với cả bác giám đốc là nếu như mà các bên nha khoa có vấn đề gì á thì bác cứ lấy cái tiền lương của mình. Tại vì nếu như mà mình muốn đứng ra để làm đảm bảo cho các bạn ở Việt Nam là các bạn ấy chắc chắn 100% các bạn ấy sẽ theo đến cái quá trình niềng đến lúc cuối cùng. Các bạn ấy sẽ trả tiền cho tới lúc cuối cùng, các bạn ấy sẽ không bỏ dở giữa chừng. Thế nên là mình đã nói luôn là nếu như mà có bạn nào bỏ dở giữa chừng á và cái thiệt hại của bệnh viện là bao nhiêu á, vậy thì cứ trừ về tiền lương của mình. Cứ trừ cho tới khi nào mà trừ được hết thì thôi. Nói chung là mình cũng mạnh mồm lắm, mọi người thấy không? Mình không giỏi cái gì đâu, mình chỉ giỏi làm màu thôi, mình chỉ giỏi mạnh mồm thôi. Và xong rồi. Không biết sao nói đến khúc này khóc luôn. Thế xong rồi mình lên Facebook, mình kêu gọi mọi người là bây giờ mình đang đòi hỏi quyền lợi cho mọi người. Nên là mong mọi người chia sẻ cho mình thông tin cũng như là cái nhu cầu của mọi người để mình có thể thương lượng được. Thì rất là nhiều bạn đã nhắn tin cho mình ngay lập tức, mà trong khi đó là đêm rồi. Tại vì mình sau khi làm việc, hôm nay làm việc xong á, mình đi ăn với chị bạn mình. Ngày mai chị phẫu thuật xong, sau đó là mình họp. Mình nói chuyện, mình họp đến tận đêm. Xong rồi lúc đó mình mới đăng bài được trên Facebook. Thế mà mọi người vẫn nhắn tin ủng hộ mình. Vậy nên là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng để có thể đạt được cái quyền lợi tốt nhất có thể cho mọi người. Tôi đừng khóc như con điên đấy. Tại vì hôm nay kiểu bị oan ức rất là nhiều ấy. Nhưng mà vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người và sự tin tưởng của mọi người ấy, nên là mình không muốn để mọi người thất vọng. Mình sẽ cố gắng để có thể đòi được quyền lợi của mọi người. Còn nếu không thì rất có thể là mình sẽ bị đuổi việc. Mà đuổi việc thì cũng không sao, không vấn đề gì cả. Còn cái lý do tại sao á mà các bên bệnh viện mà người ta vẫn không chịu cho người Việt mình trả tiền như thế thì vẫn có thể hiểu được thôi, đơn giản thôi. Tại vì cũng có người này người kia, có những người người ta kiên trì tới cùng, nhưng mà cũng có những người người ta không kiên trì được tới cùng á, thì cũng hiểu được cho họ thôi. Nhưng mà thôi, mình đánh cược hết tất cả cái uy tín của mình, uy tín của mình, cái tiền lương của mình đánh cược hết tất cả mọi thứ vào cái buổi thương lượng này. Thế nên là mong mọi người có thể ủng hộ mình. Không chỉ ủng hộ mình mà là mong rằng là chúng ta, những người Việt mà đang sống ở Hàn Quốc cũng như là những người Việt mà đang sống ở nước ngoài thì chúng ta có thể đoàn kết được với nhau để có thể tạo được cái sao ta, một cái cộng đồng lành mạnh, một cái cộng đồng bỗng nhiên tắc lời. Mình không giỏi văn đâu mọi người ạ. Để có thể luôn luôn đòi hỏi được cái quyền lợi của mình một cách chính đáng nhất. Tại vì mình thấy người Trung Quốc đi đâu á, người ta cũng đoàn kết với nhau và người ta cũng đòi được cái quyền lợi của người ta rất là nhiều. Nên là mình thấy càng ngày người Hàn Quốc và người Việt của mình ở Hàn Quốc càng đông á, thì cái quyền lợi của mình cũng phải được xứng đáng cao hơn. Và cái việc này, ngoài cái việc mà nó là quyền lợi cho người Việt Nam mình sống ở Hàn Quốc đi, thì nó còn là cái mà ví dụ như nếu như ở Quang Chu có nha khoa đồng ý làm việc đó thì cũng sẽ có thêm công việc cho các bạn. Đó là những bạn mà tại vì người ta sẽ cần thông dịch viên á, những bạn tư vấn viên hỗ trợ ở đó á, thì sẽ là có thêm việc cho người Việt mình này. Rồi ở Busan cũng thế. Vậy nên là cố lên, mình sẽ cố gắng để có thể đạt được cái thương lượng này. Còn nếu như mà không đạt được cái thương lượng này thì thực sự là mình có nghĩ, chắc là mình sẽ buồn nhiều lắm luôn ý. Ok, xong câu chuyện ngày hôm nay rồi.
Chắc là mọi người cũng mệt lắm tại vì mình kể chuyện nó không được gay cấn, nó cũng không được hay, rồi là nó cũng không được mạch lạc cho lắm vì mình cũng chả chuẩn bị gì, mình chỉ muốn kể chuyện luôn thôi. Và bây giờ sau khi mình kể chuyện xong thì chắc nó cũng là 3 rưỡi gần 4 giờ rồi á, thì mình sẽ ngồi, nói chung mình đã xác định là mình sẽ làm việc cả đêm ngày hôm nay, mình sẽ không ngủ, mình sẽ ngồi tổng hợp lại danh sách các bạn mà đã tin được mình gửi cho mình để ngày hôm sau mình tới mình gặp bác tổng. Tại vì hôm nay mình đã rất là mạnh mồm nói với bác tổng là có rất là nhiều người đã hỏi mình và có rất là nhiều người đã tin tưởng mình và có rất là nhiều người chắc chắn là mình sẽ có thể kêu gọi được rất là nhiều người, và khi mà có đưa ra phương thức thức thanh toán hợp lý thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ làm. Vậy nên là ngày mai mình muốn đưa ra cho chứng minh cho mọi người thấy cái kết quả đó là nó là sự thực như thế nào để mình có thể thương lượng được cái điều này. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, cũng như là xin lỗi hai em bé ngày hôm nay vì đã để các em thẳng thốt, vì đã để các em thực sự là bất ngờ. Có gì thì cứ thông cảm cho chị nha. Ok, bye bye, bây giờ thì tiếp tục làm việc thôi, cố lên, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.